Nhân chuyến công du tham dự hội nghị WEF Davos năm 2024, chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực về công nghệ, thương mại điện tử, tài chính và du lịch. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Tiếp ông Ryan McInerney, Giám đốc điều hành tập đoàn Visa, tập đoàn hàng đầu thế giới về thanh toán kỹ thuật số của Hoa Kỳ, với doanh thu năm 2023 đạt 32,6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Visa dành cho Việt Nam cũng như chiến lược hợp tác đầu tư lâu dài của Visa tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và hoan nghênh Visa tiếp tục đầu tư, tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam, trong đó có việc hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng chiến lược tài chính toàn diện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phát triển hệ thống tài chính ổn định, bền vững, đa dạng về loại hình, lớn mạnh về quy mô, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị Visa triển khai các giải pháp mang tính công nghệ cao để người dân ở nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam có thể tiếp cận được với các dịch vụ tài chính, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp ông Michael Punke, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của tập đoàn Amazon Web Services, AWS, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Amazon tiếp tục hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn bán hàng cho các đối tác tiềm năng của Việt Nam trên nền tảng Amazon, tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, giúp Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, khắc phục hạn chế để đạt các mục tiêu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NEC để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu Việt trên sàn điện tử của Amazon. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Michael Punke cho biết Amazon mong muốn tham gia cùng chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách ưu tiên sử dụng điện toán đám mây, đề nghị chính phủ Việt Nam có chính sách thông thoáng hơn, khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại kỹ thuật số và dịch vụ mới như trung tâm dữ liệu điện toán đám mây và hỗ trợ các luồng dữ liệu xuyên biên giới. Tiếp bà Jen Shen, Giám đốc điều hành tập đoàn Trip.com, tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến đa quốc gia với hơn 45.000 nhân viên và 400 triệu người dùng trên toàn thế giới. Doanh thu năm 2023 đạt 5,53 tỷ đô la Mỹ, đang muốn tìm cơ hội đầu tư, tham gia và mở rộng thị trường du lịch tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia vào mạng lưới của mình để tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn cầu, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường du lịch tại Việt Nam, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại để đem đến các sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.